Chú bây giờ cháu hỏi chú nghĩ như nào việc sai trái của cô Ngọc và cô Thảo là gì? Rồi, nghĩ gì cháu? Ôi, cháu chịu khó học hành hay công việc của mình làm gì làm đi nhé. Đừng để ý cái việc các cô các chú trên mạng làm gì nhé. Chú đã từng trả lời một cái video rằng là chú không mở quan tâm hoặc đánh giá hay bình luận bất đàm phán hay bình luận bất cứ một ai trên cộng đồng mạng này. Đó là việc xấu tốt cũng là việc của người ta. Chú thì không có liên quan đến những cái việc trên những cộng đồng mạng. Cháu hiểu không? Nhá. Đấy. Chú thì chỉ có việc công việc của chú thôi. Còn ai xấu tốt đúng sai chỉ cộng đồng mà chú quan tâm. Nhá. Cháu chịu khó vào công việc của mình đi. Rồi chị Thảo và chị Ngọc thì cũng là người nhà, cũng là cũng chơi với chú. Có gì đâu mà đánh giá với chị cái gì. Nhá. Ok cháu.